Ok, Exo xe đội cho anh em nhá. Wheeler V1 lên cặp vành AT với đĩa Fando, lô bạc xích và đây kim cương em ạ. Đó, vừa lắp xong này. Con đã ấn cái đít phát để quay test thử cái đĩa. Quay thử phát rất nhẹ anh em nhá. Tang, ok luôn. Ốc titan, 4 con. Đẹp thật. Quá đẹp anh em ạ. Đó, đây bánh sau đây. Nhông xích vàng. Quay nè 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 ra để quay cái nhông xích vàng này. Ồ, quay đây. Ok, lo bác sĩ em nha. Vàng khe luôn. Bây giờ đóng đôi vành này vào bao đây. Ok anh em nhá. Thì mọi nhu cầu anh em cần lên cặp vành đồ chơi, sửa chữa bảo dưỡng gì qua số mình, địa chỉ số 5 ngách 32 trường tập 4 Đỗ Đức Dục. Alo cho mình số 0362602959. Ok, chào anh em. Anh em hãy ấn đăng ký kênh và like và chia sẻ giúp mình nhá. Chào anh em.